Cũng lớn hay cũng nhỏ? Cũng nhỏ lớn. Wow, mình thấy ốc tươi sạch sẽ luôn. Đó có giúp các bạn tỉnh này ở đâu mà mới có một đĩa. Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là khoảng chưa được 8 giờ rưỡi sáng ở Sài Gòn nha. Cụ thể mình đang có mặt ở hẻm 171 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận Nhất. Ở phía sau mình là cái món hôm nay mình quay đó là món ốc trong hẻm này mọi người ơi. Hôm qua mình đi khoảng 8 giờ rưỡi á, hơn 8 giờ rưỡi xíu, quán rất là đông á, mình bữa nay mình đi sớm khoảng 8 mấy là mình đi rồi. Hiện tại thì cô đang chuẩn bị cái món ốc ra, là mình chuẩn bị xong mình sẽ quay cho mọi người xem. Quán ốc trong con hẻm này mà đông lắm mọi người. Thì như thế nào thì mình xíu mình quay mình chia sẻ cho mọi người chủ video ốc ẩm thực ốc ngon ở Sài Gòn như thế nào nha. Ở phía trước đường Cô Bắc đó mọi người. Những cái bàn này là cái quán nước á mọi người, chỉ cần ngồi ở đây là bàn nào mình ngồi cũng được, nhưng mà được cái là mọi người khi mà mình ngồi á thì mình ủng hộ một uống nước ra đó. Ở chào cũng có quán nước đó nè, mình ngồi thì mình sẽ uống nước và mình tự nước ốc thôi. Cô đang chuẩn bị mọi người rồi, 8 giờ rưỡi thôi, chắc kêu nó khoảng tầm 9 giờ là bán đó. Ốc này là cô chuẩn bị ở nhà trước hết rồi. Wow. Mình trưng bày ra. Đây là mình chuẩn bị từ sớm hết rồi hả cô ha? Mới vừa làm xong đó. Dạ. Giờ mình chỉ cần đem ra mình trưng bày nữa là được. Trời ốc sáng bóng luôn á. Tí mua ăn có tới ăn hết. Tí được cân 4.000. Ok, ăn một cái món hay là sao? Mỗi món nha. Có bao nhiêu món có thể? 15 món. Không ớ. Thì bây giờ có ăn có lễ gốc dừa này không? Dạ không. Dạ dạ dạ. Còn đi lấy đủ. Mấy người? 4 người. 4 người lấy đủ đi, chừa tóc người lại. 1 và rưỡi ha. Chắc 10 món đi. 10 món đi ha. Chừa gốc dừa lại. Sò lông thấy bự quá mặt. Sò lông mọi người, chim chép nè. Tao lấy cái thao này ốc tỏi. Ốc đó còn tươi hả cô trước ha? Ốc tươi. Ở đây tụi chị không có bán ốc đông. Ốc đông là nghỉ. Mình cho nước vào đó. Đây ốc còn sống hả cô? Còn sống. Dạ. Ốc còn sống là mình cho nước. Đặng cho nó bung hết chưa? Dạ. Nơi được khoảng 5 món rồi. Cô chưa bán mà mình thấy người ta đặt quá trời rồi. Đặt rất là nhiều luôn. Ở bên đây là mình vô nó sốt sẵn hả chú ha? Đúng rồi. Nó chấm đó mọi người. Wow, nước mắm nè. Cho cái muỗng muỗng tiêu, ớt. Tiêu. Cái đó là tiêu chanh đúng không chú ha? Dạ. Đó, ăn ốc thì không thể thiếu rồi các loại nước chấm mọi người. Nước chấm kèm theo. Wow, mình thấy ốc tươi sạch sẽ mọi người. Có một cái cô xào ở bên kia. Ốc ở đây là mình đồng giá 30 hết hả cô chú? Dạ. Dạ. Ốc tỏi là 20.000 một con. Có bán chị ốc dài ăn không? Ốc dài nướng nè. Có ăn ốc bông không?
Mình bông kia lóc cà na đó mọi người. Bông họ có dạ. Hai là ốc hương, ốc hương, sò huyết, nghêu, sò lông, đứng ốc dài, dạ. Chim chép, ốc lát, sò dạ. Tiêu, rồi ốc len, ốc dạ. Ngựa, ốc dừa, ốc tỏi, dạ. Với sò điệp, sò quẹo. Dạ. Lóc luôn nè. Bây giờ là hai ngựa. Tất cả đều mình làm giá 30 hết á cô ha. Phòng giá 30 hết. Dạ. Có ốc tỏi á thì có tùy có bữa rẻ thì 15. Dạ. Mắt thì 20. Dạ. Wow, ốc ngựa này đẹp quá. Ồ, cái này là ốc ốc bông hả con? Ốc bông. À, ốc bông, cái ốc ngựa thì cái màu hình giống con ngựa vậy. Ốc ngựa đó, giống dạ. Đó. Giống như con ngựa. Còn này cà na thì dạ. Trái chanh cà na. À, cà na thường mình rang muối là ngon nhất hả con ha? Muối là ngon nhất. Dạ. Còn ốc nướng là ngon nhất là ốc nào? Ốc nướng là hả sò lông, dạ. Sò điệp. À, sò lông sò điệp. À, nướng muối ớt. Dạ. Nướng hả? Dạ. Thường là mấy giờ mình có bán không? Nếu mà lỡ ăn là khoảng 9 giờ rưỡi. À dạ. 9 giờ rưỡi là chị bán hết, là khoảng lối 12 giờ là bắt đầu chị xong rồi vô dạ. Rồi hết dạ vô vậy đó. Dạ. Ốc ốc mình có cố định không hay là nó thay đổi theo ngày không? À, thì bữa nào có ốc nào bán ốc đó. Dạ. Còn bữa nào mà ốc đông lạnh thì tụi chị không bán ốc đó. À dạ. Hình như là mình nghỉ vào ngày mùng 1 đúng không? Mùng 1 với chủ nhật. Dạ, mùng 1 và chủ nhật. Còn nếu mà lại ăn là phải xin số điện thoại tại vì tụi chị thức 1 giờ cho tới bán xong vậy đó. Dạ. Thành ra đôi lúc có nghỉ là một chút nữa. Dạ. Tại vì dạ. Cô cho con số điện thoại nha cô ha. 0353 dạ. 446690. Dạ. 446690. Thương mọi người. Chỉ có móng tay xào mì nữa. À. Mình chưa trưng bày lên hả cô? Tại vì cái móng tay tụi chị về phải làm mà gạch bụng nó đòi làm sạch đó thành dạ. Ra phải để ở dưới chứ không có trưng lên được. À, thì còn món ốc móng tay xào mì nữa. Tại thường con đi ăn ốc là mình ăn cái món mì vô cho nó kèm cho nó no. Tại vì móng tay chị là tụi chị làm cực lắm á. Dạ. À, đa số bán công ty với nhân viên văn phòng chưa ra ăn á. Dạ. Đó thành ra là ta chịu cái món đó. Chứ mình làm kỹ nữa nó không có két. Dạ. Ở đây mình bán được lâu chưa kìa? Bán cũng 20 năm. 20 năm ở hẻm đấy rồi cô? Hẻm này rồi, trước bán gốc ngoài đó xong rồi. Trước giờ mình bán buổi sáng thôi cô? Bán buổi sáng. Tại từ cơ thường buổi ốc rồi tại bán buổi chiều ha? Tại vì ở đây khu cán bộ rồi à, dạ. Công ty, tụi chị là bán vào công ty với mấy cô giáo rồi. Dạ. Bán vào giờ trưa ha? Dạ. Trưa ra ăn cái dĩa mì với 2-3 dĩa ốc mà 3 người, 4 người. À. Vậy là xong cái vô làm luôn. Một cái chảo này là bao nhiêu phần vậy cô? Cái này là 2 phần. Dạ. Là 60 ngàn ha. Hiện tại bây giờ 30 ngàn thấy nó rất là bình dân ha. Đúng rồi, nhập dạ. Ốc lên tụi chị cũng đâu dám lên đâu. Dạ. Đây là ốc cà na rang muối. Dạ. Dạ. Mối không à. Mối này quen không? Mối quen không hả cô ha? Ốc xả cái nào? Dạ dạ đúng rồi, để chung trên đi, khỏi để riêng vậy chứ. Tôi làm trễ mà rau ra 1 ký, tôi lặt tôi còn nửa ký á. Vậy á hả? Ốc dừa mọi người rất là đẹp. Bỏ bớt, bởi vì tôi trừ hao á. Chứ ở đâu mà ngồi mà. Ốc dừa. Ốc dừa. Hoặc sào muối, đa số là phụ nữ là phải ăn cái đó. Dạ, ốc dừa này mình là ngon nhất là sào bơ và sào muối. Ốc lát là mình nướng mướn ha. Ốc lát là chỉ sào tiêu. Sào tiêu. Tiêu thôi, hương nè mọi người. Hương thì sao bơ tỏi, dạ. Hấp xả, rồi chỉ có hai cái đó thôi. Chim chép. Chị là gà. Ốc gà đó thường mình làm gì ngon? À, tụi chị luộc rồi, bây giờ chỉ có nướng mọi lại thôi. Ốc gà là nướng mọi là ngon nhất. Dạ. Ba cho em. Có sao bơ đi chị, ốc bông sao bơ cho em. Đây là món ốc bông sao bơ. Cho một phần hả cô? Một phần. Nhiều ha. Rẻ. Quá rẻ luôn. Dạ, có 30 ngàn. Ốc bông sò bơ. Đây tôi bán nhờ số nhiều. Dạ. Đúng rồi, mình bán rẻ mình nhờ số nhiều chị ơi. Giờ bán hơn 10 ký mình bán 20. Dạ. Cũng hết cái giờ đó. Mà mình bán 60 cũng là vô đó mà ít ký. Cái dĩa này tôi bán 60 ngàn. Đúng rồi. Rồi em nghe rồi để chị ta bả đang làm. Hai cô xào luôn mọi người. Dạ, cá bu tiêu nữa chị. Sao em mày có xào bu tiêu bên đó trong chưa? Bỏ 5 phần ha. Bu tiêu đó trong cho em này két cái bu tiêu luôn đi. Bu tiêu cho em luôn đi. 9 giờ bán mà bây giờ là chưa 9 giờ. Với hai hộp xà lông nướng mỡ hành, hai phần. Cho nhiều hành phi, cho nhiều mỡ hành với hành cho. Rồi hai em nè, ốc. Rồi khối tiền
luôn. Sáng sớm phải ăn sáng ăn nóc ra mày. Dạ. Bên đây với cho giấy bên đây ra. Rồi rồi. Rồi. Cho mấy cái này. Vậy nướng salad kem đi hai phần đi. Cho chị để ghế. À. Dĩa đựng cho Lâm luôn nè. Dạ cho. Lâm nướng hai phần chị. À cái này ăn được. Để sao ra. Như vậy. Cái khác vô giùm. Cái khác vô. Lát ớt vô giùm em đi. Món nướng là mình nướng bằng than là ngon nhất luôn. Dạ, xào lông nướng bằng hành. 2, 4, 6. Đây mình mua 2 phần thôi con. Dạ. Wow, này ốc lát mình ốc lát xào tiêu. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Dạ, dạ, để thứ hai chị bé đi cho về về ăn kêu vô con. Quay liên tục luôn rồi con. Xào lông nướng bằng hành đi với nè. Wow, có chảo đó bao nhiêu phần hả chị? Cái này là 5 phần. 5 phần. Lát xào tiêu. Cái ở đây mình em. Không có ốc bu con ha. Không, ốc bu là nó đâu có bằng ốc lát. Dạ. Ốc lát nó mắc gấp đôi ốc bu, mà cái con ốc lát này em thấy nè. Dạ. À, nó đầy thịt luôn á. Còn con ốc bu hả nó vậy nó bự chứ nhưng mà cái thịt nó có chút xíu. Dạ. Món này là ở đây là tụi chị bán. À, đắt nhất là cái món ốc lát xào tiêu. À, rồi. Em nướng cái này á, em xào cái nó thấm vô là dạ. Gia vị nó đầy đủ hết dạ. Rồi. Mình nướng là mình nướng bằng cái bếp bên kia nó sẽ ngon hả con ha? Dạ. Đa số đây là mấy cô giáo trường Nguyễn Huệ, trường Bùi Thị Xuân là phái cái món này nhất. Dạ. Đây. Ốc lát là món bán đặc trưng của quán mình. Anh ơi cho em qua cái món này trước bên kia em kia. Cũng nĩa có chưa anh? Rồi có đầy đủ hết rồi. Đây là một dĩa của chúng ta. Dạ, 30 nghìn. Lao qua những cái dĩa luôn. Dĩa đi, vậy. Rồi. Đó, chị đậu sát vô đó là được rồi. Đem xin trước. Mình ngồi giải đó rồi mình nướng nước ủng hộ ha. Dạ. Tại vì ở đây là tụi chị là chia sớt với nhau vậy đó. Dạ. Tụi chị chỉ có chỗ bán thì thôi. Tụi chị bên đó thì có cái chỗ bán nước. Dạ. À, tụi em lại dạ. Ăn cái gì ủng hộ kìa? Nước giùm tụi chị. Dạ. Đây nè, em đang làm luôn chị. Em một phần riêng mà chánh dép cho em là thiếu gì kìa, còn thiếu gì nữa em trai? Của em á hả? Bảo cái nào là qua nói giùm chị làm luôn cho chắc chị làm cho lẹ. Lấy con 5 con ốc tỏi đi. Rồi. Ốc tỏi nướng gì muối ớt em mà hả? Dạ, muối. Một phần ốc chay nướng luôn nha chị chốt. Rồi với lại điệp nước phô mai. Ăn hành giùm chị đi. Mới vừa dọn đâu mọi người ơi. Theo cô nói là 9 giờ và bây giờ chưa được 9 giờ. Để hôm qua là mình đi gần 9 giờ rất là đông luôn. Dễ bánh tè với 2 là 5. Ốc bu 1 là 6. Đã bỏ cho 10. Ờ, bánh tè đâu có được. Bánh tè thắt ra. 5 nè. 6 nè. Lấy cái tè giấy ra đi. Có gì ở gì ở bu phải không? Bu nãy giờ chưa có bỏ hộp em sao? 6 là 7 rồi. À, ăn bông tai sầu mì. Dạ. Cho bố ơi. Ít này, ít này. Ta muốn cái gì? Ờ, ít phần không chị. Đúng, đúng, 8 phần cây nè. Mấy người ăn, mấy người ăn. Còn để vậy chứ anh kia luôn rồi, lát té. Mắm thôi mình để vậy chứ anh kia rồi, lát té. Cái đó mình xào mấy phần rồi? Cái này có một phần. Một phần ốc móng tay sẽ nhiều gì luôn á. Thì mình đang quay bán cho khách rồi. Dạ. Là một rồi ra sạch sẽ luôn. Em đưa 10 ngàn lẻ. Chân bóc luôn. Tính hàng cái gì mình chụp không? Móng tay. Bảo hàng với mình chụp không? Hai giắt mì luôn mọi người. Một giắt cái là 30, dạ. Hai giắt là 35. À, thêm một giắt là 5 ngàn. Thêm là 5 ngàn. 35 ngàn cái này dạ. Là... Trời ăn no luôn ha. Dĩa mì với ba dĩa ốc là dạ. No luôn. Thôi quá trời. Trời ơi. 5 phần ốc len đó anh.
Anh ra coi chừng lộn giùm em nha, 5 phần len. Kịp luôn rồi kìa. Đây còn cái giếng mà. Vậy lúc nào tụi chị cũng bỏ bịch hết. Dạ. Giữ cái áo đồ, nhìn nó không có ngon. Dạ. Còn chị lỡ bỏ này lên thì chị làm cái kia. Mình cho cái bịch trong một cái hộp ở ngoài thôi con. Dạ. Wow, nướng ở dưới mình hấp dẫn ghê. Làm ở đây cho mấy người ăn đi trước đi. Khoan để kiếm chiếc. Móng tay sợ rau muống thật trời. Hai phần hả cô? Tính ra mình phải đi chợ rất là sớm để mình làm. Giờ kia, đó là tụi chị lên là xe vừa lên tụi chị mua liền. Rồi mà đi mà bữa nào ngủ quên là khoảng 1 giờ rưỡi là vô là đồ hết nồi đi về là nghỉ. Thì ra là tụi chị ở đây là ai là ăn thì cho số điện thoại hết. Dạ. Sáng là 6-7 giờ rồi, nó nhớ em máy rồi, có bán, tụi chị nó có bán. Phút cho họ để lên. Cái nào lên rồi em ghi chế rồi. Thường. Chút chị dòng chứ là lấy mem nha. Chị ơi, cái phần ốc hương là em chị em gà làm thịt bự được không? Chị làm chút luôn, là hai phần thôi, lấy 2 phần. Mình đặt món bằng ghi vô cái tờ giấy của người thôi. Trời ơi, mấy chục món luôn rồi. Rồi lại đây tôi làm xạo này xong tôi làm liền bên gái. Hai người xạo còn không kịp luôn mọi người ạ. Có xạo cái món nào cho xin nó 2 cần nha. Ừ, có xạo chưa? Chưa, mới có cà na. Còn mấy món xin lấy 2 cần xong liền. Rồi, rồi. À, lấy nước chấm lên đó rồi xin xạo. Chả bịch ốc ngựa, còn miếng lên luôn đi. Ốc ngựa mọi người. Ốc ngựa rang muối hả con? Xào bơ. Xào bơ, dạ. Bông bịch hương. Cái này là 6 phần mấy phần đem về nữa nè. Cái này cái ốc ngựa nè mọi người, mình nhìn vào bên ngoài á nó rất là đẹp luôn nha. Như con ngựa vằn á. Ủa anh có ốc lát về ơi. Vừa tính anh có ốc lát sò tiêu á mọi người, tới mình thưởng thức thử nha, tại vì ốc lát sò tiêu ở đây là bán rất là được luôn á, thêm một cái chảo ốc lát sò tiêu. Ốc hút xào 3 phần để phần một bịch bịch hết không? Xào 2 chảo luôn rồi. Đây, ốc. Đây, quấn cái nồi luôn đúng rồi. Có lấy luôn. Có luôn, đưa cho ảnh luôn dư mà. Anh bên đây luôn ha. Có cái gì giá xanh cũng có một tí. Nghe nè, ngựa này kia làm hai hả? Hết bàn luôn rồi. Ừ, mỗi cái hết. Nè, cháo canh kính tư nha. Cháo canh lên đây dĩa ngựa kính tư. Ăn ngựa. Ăn ở đây vậy? Ăn ngựa nè. Cháo gì đó rồi. 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 Thêm một món mới nữa mọi người ạ. Ốc hương. Ốc hương này mình thấy là loại xay nhỏ. Người ta không có món đi. Đằng dưới chưa có món gì hả? Chưa có món nào hết trơn chưa thôi. Chưa. Giấy nào nãy vô em gọi đó. Không phải cái này đâu, phải cái này đâu. Cái giấy ghi 12 giờ nãy đâu rồi. Tao nhét vô rồi, đừng tụt vô em của em thầy. Có phải này không? Này ốc hương bơ tỏi hả cô? Rồi một chảo nó bao nhiêu phần? Quý Quyên này chị. Quý Quyên đang làm mà. Ủa? Em Quý Quyên nó bu đâu rồi? Nó có một món rồi chứ. Mày của ai vậy? Em qua giao sao đó, bu làm sao á tính? Qua cho anh Lộc anh bỏ hộp giùm em. Anh thay mấy cái hộp đi lụng nó ra. Bên đây là... Nhỏ thay ngay đi. Cái nào đang muốn gì vậy? Giao hai hộp cửa cho Lộc đi tính thôi để ngồi lộn à. Lát có ốc pha dừa xào bơ. Ốc xào bơ là làm cho 2 phần.
Hầu như là ốc mình chín hết, chỉ có hai cái loại ốc mà mình chê nước vào là nó còn sống thôi con ha. Ốc lớn hay ốc nhỏ? Dạ. Với chim chép. À, bốn loại luôn. Dạ. Rồi lông, nhiều, chim chép. Mấy cái loại đó là mình hành nước nó ra cát, còn mấy cái loại này mình ngâm sẵn là mình mới luộc. À, dạ. Đó, vô mình bỏ vô hộp. 1 giờ về là chị ngâm cho tới 7 giờ sáng mới luộc. Dạ. Để chung nha. Để em múc cho mấy người này xong rồi để cho anh. Đây là hai phần ha. Dạ. Hai phần ốc len của chị này múc chưa? Rồi. Đây là với này hai phần này nữa nè. Rồi, chị này có phần gì? Là xong không? Có giùm các bạn, chị này ở đâu mà mới có một đĩa kìa. Khoan, để vô đẩy cho chị đi vô một phần. Anh ơi, coi hai phần là nguyên của anh đó. Để ngang đi rồi làm tại chỗ rồi bán em về một cái vị xào lòng nướng mỡ hành rất hấp dẫn mọi người. Cái xào lòng này nè không có trưng bày lên trên hết chỗ vợ chồng nha. Bỏ bao xanh lá cây đó rút lên cha, bỏ bao qua bên sau lấy bịch vàng kìa. Quán cực kỳ đông. Rồi đông quá người à. Đứng đợi đó kịp luôn. Em đứng cuối hẻm luôn mọi người ơi. Đó mọi người thấy đông ghê chưa? Đông nhất là ngày cái quầy phô nè vừa tái tại chỗ mới mới đi á. Mình đang ngồi bàn cuối cùng và được hai món, còn hai món nữa đợi mọi người. Thôi nè, ốc bốn đứa xuống các bạn nào, ốc bốn đứa xuống em đứa. À, để em lấy. Ba cái. Thêm cái món ốc tỏi một con 20.000 nữa là mọi người. Đây cho 1.000 con ốc tỏi. Em còn 5 ốc tỏi là đủ không? Mở hành đi, mấy bạn bây giờ. Gái ở bàn số 2 á, mấy ốc tỏi vậy? Chị có ốc tỏi không? Của em ốc dừa bơ á. Rồi rồi rồi. Lên hỏi bạn số 1 mấy ốc tỏi vô tính lạnh cắt nướng luôn. Ừ. Vậy là hỏi với bạn số 1 mấy con ốc tỏi. Ừ, hỏi cái giấy ghi kìa. Chỗ cho có ngồi nó ghi. Đúng đi. Đây chơi mộ, chơi chị mộ á. Ở thu qua xe. Sáng một lần em mở đi. Đi ăn không sao mới ăn về của phần quá. Có phương có ai, tàu bao có ai đem về không? Ủa ở đây ốc hương mình làm gì? 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 Cái này là gì? Cái này là gì? Cái này là sầu tiền. Sầu tiền. Có ai ốc hương không? Ốc hương mình làm gì? Ốc hương mình làm gì? Rồi. Ôi, cái nước gì vậy? Chị ơi, em có gì ốc hương nha chị. Ốc tỏi nướng, ồ thơm quá mọi người ạ. Cái này muối ớt thôi con ha. Muối dạ. Hồi nãy em chay chị dặn cái thứ món hả sao? Cái thứ món nha. Đó là nhớ rồi. Nè đưa cho hai nghe. Em phải ốc chùa bao về nha. Rồi rồi em làm liền mấy chị. Chuẩn bị quay ốc dừa sò bơ rồi mọi người. Quay cái chảo này nữa là mình thưởng thức nha. Tầm quá nè. Đi ốc dừa sò bơ. Bên đây con bé, bên đây cái đôi, đây luôn, đặt cái bưng qua đây. Thôi thôi thôi, giờ lỡ rồi, lỡ rồi. Giờ đi.
gọi lấy lại ta chửi. Lấy vợ đã, bên kia ta cũng kêu nữa, ta chính bên đây rồi. Một bị gói sao nha. Cái này còn thiếu gì nữa vậy cái? Xà lông ốc dừa. Ốc dừa bơ luôn phải không? Bơ bơ luôn đi. Nè cái này của cái ốc là ai dẹp luôn rồi các bạn, ta còn đang nội và chưa tính tiền gì chứ. Con bự là cái giết gì chứ. Ai dẹp mày? Dĩa tao bị nướng quá ăn quen mỹ giờ lâu lắm rồi đó. Rồi rồi em nướng liền nghe chị, em xào cái dĩa này không quen em nướng. Em xào bữa này cũng lâu lâu rồi đó. Bây giờ xào hai dĩa mì đi. Nhiều bơ thì dĩa thành nữa là tầm. Mấy người gì áo tâm mấy dĩa? Hai dĩa. Xào thêm một áo nhiều bơ nữa mới đủ. Rồi khoan khoan. Chạy vừa đi giùm nè. Chạy dạ, và coi người nào người ta ăn hết là kêu giùm một cái. Chạy ăn hai dĩa rồi đi. Kêu lâu quá rồi, ăn hết rồi. Đó, mình có dưới thật ra có hông cơ nè. Rồi, mình sẽ dưới thưởng thức mọi người, làm quá rồi. Cái túi là nhầm không chị. Hiện tại là mình đang ngồi ở cuối quán, cuối hẻm luôn mọi người ơi. Mình phía sau mình là coi như đầy hết bàn rồi đó. Trời. Còn đây là bốn món của mình nè. Hơi đông mọi người, trời hơi lâu thiệt luôn á. Anh chị các bạn mình tới trong cái thời điểm này rất là lâu luôn. Mà được cái mọi người, ốc ở đây thì mình thấy là nhiều và rẻ so với mặt bằng chung ở Sài Gòn nha. Tại đây là ở trung tâm quận nhất luôn á. 30 ngàn thôi. Mình kêu bốn món. Đây, bốn món. Chứ kêu nhiều nữa là còn đợi lâu nữa. Một món xà lông nướng nè, xứng mỡ hành này, 4, 6, 8, 10, 11 con, 30 ngàn. Còn này là món bán đắt nhất của quán luôn. Sầu tiêu, xà lát, ốc lá sầu tiêu. Đó, nhìn thấy cũng nhiều lắm đó nha. Ốc mập 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 nè, rất là đẹp luôn. Ốc lá sầu tiêu, đừng thử coi. Còn thêm một món rang muối, cana rang muối. Chana rang muối nhiều á, một dĩa bự luôn, 30 ngàn. Rồi đi ăn ốc không thể thiếu món xôi mì, đó là ốc móng tay xôi mì. Và đặc biệt mình thấy là cái móng tay nhiều lắm, đó là mình sạch bóng rồi xíu thử coi nó có khác hay không. Rồi nước chấm, nước mắm, muối tiêu, cho thêm một cái dĩa đựng vỏ nữa. Không gian thì trên bể hai xì trên cái hẻm thôi, người tới đông quá thì nhiều khi hơi làm chưa kịp. Rồi thưởng thức, giờ mình ăn cái xoài lòng nướng trước đi mọi người. Thường là món nướng là mình ăn trước tại vì nó còn nóng á, ốc còn nóng ăn nó sẽ cái độ ngon nó sẽ nhiều hơn. Rồi cái xếp hàng ăn ốc 30k, đồng giá 30k. Xoài lông này mình sẽ dạng trung thôi, chứ không phải là dạng nhỏ, cũng không phải dạng lớn. Ăn xem bỏ ra. Nước mắm rất là vừa ăn và nó cay mọi người. Màu nó rất là đẹp luôn. Cay. Cái xoài lông nó mập ghê luôn. Cái xoài lông này là cô làm kỹ nè, mình đang không bị cát nè, đi chờ lúc 1 giờ. Đây là quán ốc, một trong những quán ốc mà mình quay rất là đông mọi người đó. Vì trong quá trình quay thì nhiều khi giao tiếp hay khó khăn, tôi thông cảm. Ốc mặt tươi. Rồi mọi người, giờ mình sẽ ăn cái món bán nhiều nhất của quán luôn nè. Ốc lá sao tiêu, ở đây chỉ có ốc lá thôi.
vừa thấy cái hầu trưng bày ốc á là chưa có đủ nha, còn ốc còn có nhiều loại ốc mà cô để bên dưới nữa, tầm mười mấy loại ốc á. Đây nước nè, đó cô này, cô nói ốc lát này mập lắm, để mập thì còn được. Rồi mới ăn thử ra thấm cái nước thôi sao. Ngọt ngọt, vị ngọt ốc. Vị rất là vừa, nó không phải nặng quá mùng cái gia vị mùi rồi. Mình hấp cái nước thôi. Nhìn cái màu à, và tiêu. Vị rất là vừa phải, không bị mặn quá, mình nấp vẫn được. Ốc lát giòn ngọt. Các công nhận ốc lát ở đây cô làm được. Vừa tới thì nên thử cái ốc lát ở đây nha. Mình cũng chấm với nước mắm này. Đó. Chấm với nước mắm cũng được mà không chấm cũng được, tại vì ốc lát này là cô đã xào chung với gia vị á, không cần chấm cũng được luôn. Ăn nhìn con nè. Mình ăn mình tính kêu nhiều lắm. Nó quay cho nó hoành tráng, ăn cho nó nhìn. Nhưng mà cơ làm không kịp rồi. Mình sẽ quệt ra cái nước này. Nước này. Cà na rang muối. Trời ơi. Đây hết rồi luôn đó. Ốc mập rồi nha. Càng ngang. Càng ngang muối nè. Cay cay. Vị càng nồng á. Mình nếm cái vỏ ngoài thôi mình cảm nhận được cái vị cay nồng của ốc. Khi trong chỉ ra đó quỳ ngọt luôn. Đây cái mày ra mọi người. Cái năng này giòn xinh xích luôn. À, bóng tay sườn mì tất cả đều 30.000 khách đó mọi người, đồng giá luôn nha. Toàn thấy ốc không, ốc bóng tay quá trời, rất là nhiều nha. Công nhận cô bán bình dân được một giấc mì. Chắc cái này mình ăn với cái chung mọi người á. Đó. Ốc này mình sẽ chan với nước mắm vô nữa, hợp luôn. Cho mình thử cái mộng không ăn tay nữa đi. Con này đi. Đây. Con tay này đã hết vỏ rồi, làm sạch từ bên trong, bên ăn nữa còn cát không. Sạch cát luôn. Thường thường ốc bóng tay lắm, nó hơi dễ bị cáo lắm mọi người. Ốc tươi ghê luôn á. Thì tức ốc bóng tay còn làm kỹ ghê á. Thơm tiêu, rau miếng giòn. Giờ mình muốn đậm vị hơn mình chan miếng mắm vô mọi người. Chan ít thôi. Hay mấy chung nhỏ nhỏ. Ừ.
cái tên mì mọi người. Được cái là quán người ta đã luộc sẵn rồi, luộc chín hết rồi xong để xào. Bây giờ cái tên mì nó không có bị sần sùi nha, chín đều. À, mình tạm ngưng để thưởng thức tiếp người ơi. Trời ơi khói. Mọi người thấy tất cả con hẻm không? Trời ơi cô bán công nhận đông thiệt mọi người ơi. Mọi người các bạn mình nếu mà có yêu thích cái món ốc mà ở trung tâm rồi thì mình ghé qua mình thưởng thức ốc cô trước, bán vào tầm 9 giờ sáng. Rồi ốc thì mình cảm nhận ốc tươi rồi đó, giá bình dân 30.000 thôi à. Để mình ăn hết coi ốc coi như thế nào, tại ăn hết mình mới biết được nó có bị cá nhiều hay không, tại ốc thì không thể mà sạch cán 100% được mọi người. Rồi anh chị các bạn mình nếu mà yêu thích cái món ốc ngon Sài Gòn thì mình có chỗ video cũng được ốc ngon Sài Gòn luôn. Còn bây giờ xin mấy ba bạn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người thấy sao về quán này thì để lại bình luận bên dưới. Bye bye.